Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết cho đêm nay và ngày mai 31 tháng 12. Ngay sau đây sẽ là các tin tức thời tiết chính sẽ có trong chương trình. Miền Bắc rét về đêm và sáng, nắng ấm về trưa và chiều dịp nghỉ Tết Dương lịch. Ô nhiễm không khí ở Hà Nội kéo dài đến khi nào? Cuộc sống hàng trăm ngàn gia đình ở Thái Lan bị đảo lộn do lũ lụt. Mở đầu bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay là những cập nhật mới nhất về đợt không khí lạnh. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, kỳ nghỉ Tết Dương lịch từ ngày 30 tháng 12 năm 2023 đến ngày 1 tháng 1 năm 2024, Hà Nội và các tỉnh thành phố miền Bắc phổ biến không mưa, rét về đêm và sáng, nắng ấm về trưa và chiều. Được biết, hình thế thời tiết nêu trên tại thành phố Hà Nội duy trì đến hết ngày 2 tháng 1 năm 2024. Do ảnh hưởng đợt không khí lạnh tăng cường kết hợp với hội tụ gió trên cao, nên đêm ngày mùng 2 và ngày mùng 3 tháng 1, thành phố Hà Nội mưa nhỏ, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ giảm mạnh. Từ nay đến Tết Dương lịch cũng chưa có đợt không khí lạnh nào ảnh hưởng đến nước ta. Dự báo nền nhiệt đêm và sáng sớm ở Bắc Bộ trong thời gian tới sẽ phổ biến từ 14 đến 17 độ, vùng núi cũng tăng trên 10 độ, cảm giác rét giảm đi. Trong ngày, nhiệt độ ở Bắc Bộ giao động ngưỡng 23 đến 25 độ, có nắng. Thời tiết ban ngày đáng lưu ý ở khu vực này là hiện tượng hanh khô vẫn duy trì, chênh lệch nhiệt độ ngày đêm lớn. Cũng theo Trung tâm Khí tượng, mùa đông năm 2023-2024, không khí lạnh được nhận định hoạt động yếu hơn trung bình nhiều năm. Số ngày rét đậm, rét hại, xu hướng thấp hơn so với trung bình nhiều năm. Các đợt rét đậm, rét hại sẽ tập trung trong thời kỳ tháng 1 và tháng 2 năm 2024. Đối với khu vực miền Trung, từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, sẽ có mưa về đêm và sáng, nhưng lượng mưa không lớn, phổ biến dưới 10mm. Nhiệt độ ở Trung Bộ không quá cao, phổ biến dưới 31 độ, thời tiết tương đối dễ chịu. Tây Nguyên và Nam Bộ, những ngày nghỉ Tết Dương lịch sẽ ở tình trạng dịu mát, ít mưa. Trong đó, Tây Nguyên có thể rét về đêm và sáng, ban ngày trời mát, với nhiệt độ từ 27 đến 30 độ. Nam Bộ cao nhất từ 32 đến 34 độ, riêng miền Đông se lạnh, nhiệt độ thấp nhất khoảng 20 đến 22 độ. Ngay sau đây sẽ là dự báo thời tiết cho 5 thành phố chính trong đêm nay và ngày mai. Thủ đô Hà Nội, chiều tối nay ít mây, không mưa. Ngày 31 tháng 12, nền nhiệt tăng dần, duy trì trạng thái không mưa, nhiệt độ từ 17 đến 26 độ. Thành phố Vinh, chiều tối nay nhiều mây, có mưa rào rải rác. Sang ngày mai 31 tháng 12, hửng nắng, đêm không mưa, nhiệt độ từ 20 đến 23 độ. Thành phố Huế, chiều tối nay nhiều mây, không mưa. Sang ngày mai trời âm u, xuất hiện mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 20 đến 24 độ. Thành phố Đà Nẵng, tối và đêm nay có mây, mưa vài nơi. Sang ngày mai 31 tháng 12, tiếp tục nhiều mây nhưng không mưa, nhiệt độ từ 22 đến 27 độ. Thành phố Hồ Chí Minh, chiều tối nay trời nhiều mây, không mưa. Sang ngày mai 31 tháng 12, mây thay đổi, trời nắng nóng, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Thưa quý vị, gần đây, Hà Nội và một số tỉnh thành lân cận đang phải hứng chịu tình trạng ô nhiễm không khí ở mức độ nghiêm trọng. Dự báo trạng thái này có thể kéo dài liên tục từ nay cho đến hết ngày 2 tháng 1 năm 2024. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày 29 tháng 12, miền Bắc tiếp tục nắng ấm. Hiện tượng sương mù vẫn tiếp diễn vào sáng sớm, độ ẩm tăng khiến tình trạng ô nhiễm không khí trở nên nghiêm trọng. Tại Hà Nội, người dân trải qua ngày thứ 3 của đợt ô nhiễm không khí mới. Chỉ số AQI trong những giờ tới tiếp tục ở ngưỡng cao, có nơi trên 200 đơn vị, ngưỡng rất có hại cho cơ thể con người. Trạng thái này có thể kéo dài liên tục từ nay đến khoảng ngày 2 tháng 1 năm 2024. Người dân miền Bắc đón Tết Dương lịch với thời tiết thuận lợi, nắng ráo, chỉ rét về đêm và sáng sớm. Khoảng ngày 3, ngày 4 tháng 1 năm 2024, một đợt không khí lạnh yếu có thể tác động gây giảm nhiệt nhẹ cho khu vực. Lúc này, chất lượng không khí mới có khả năng được cải thiện. Các chuyên gia môi trường đánh giá, thời tiết Hà Nội những ngày gần đây trời quang mây không có gió, gây ra hiện tượng nghịch nhiệt. Đây là điều kiện thuận lợi để ô nhiễm không khí gia tăng. Để ứng phó với tình trạng ô nhiễm không khí, Cục Kiểm soát Ô nhiễm Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường yêu cầu các tỉnh, thành phố tăng cường tần suất quan trắc môi trường không khí trong chương trình quan trắc định kỳ, đồng thời khuyến cáo người dân áp dụng ngay các giải pháp bảo vệ sức khỏe, đặc biệt với các đối tượng có hoạt động ngoài trời vào 5 đến 7 giờ sáng và 14 đến 19 giờ tối. Chuyển sang một số diễn biến thời tiết quốc tế đáng chú ý. Mới đây, Cục Phòng chống và giảm nhẹ thiên tai Thái Lan cho biết, mưa lớn tại nước này đã gây ra thảm họa lũ lụt tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ qua, đồng thời làm đảo lộn cuộc sống của hàng trăm ngàn hộ gia đình ở 5 tỉnh miền Nam
gồm Narathiwat, Patani, Satum, Songkhla và Sara. Hiện tại, dù mực nước lũ đã bắt đầu giảm, song tình hình vẫn còn diễn biến nghiêm trọng tại 25 huyện của ba tỉnh cực Nam là Narathiwat, Patani và Sara. Tất cả 13 huyện của tỉnh Narathiwat vẫn đang bị ngập lụt. Tỉnh Patani, tình hình còn phức tạp hơn do nước lũ từ các tỉnh Narathiwat và Sara thoát ra biển đều tràn qua tỉnh này. Tại tỉnh Patani, nước lũ tại một số khu vực ở huyện Saibura và Muang dâng cao 2-3 mét. Đây là mức ngập lụt tồi tệ nhất trong 50 năm qua. Tình trạng ngập lụt đã làm đảo lộn cuộc sống của hơn 100.000 hộ dân các tỉnh cực Nam Thái Lan. Theo Cục Phòng chống và giảm nhẹ thiên tai Thái Lan, hơn 10 người đã thiệt mạng hoặc đang mất tích do bị nước lũ cuốn trôi. Nhiều trường học phải đóng cửa, hàng trăm bệnh viện và cơ sở y tế cũng không thể hoạt động. Ước tính, thiệt hại về kinh tế cũng rất lớn, trong bối cảnh nhiều hoạt động kinh tế xã hội bị ngưng trệ do hoạt động vận tải trên nhiều tuyến đường bộ, đường sắt phải tạm dừng. Hàng chục nghìn hecta hoa màu bị ngập úng và hoạt động nuôi trồng thủy hải sản, vật nuôi bị ảnh hưởng nặng nề. Tiếp theo đây sẽ là cập nhật về tình hình thời tiết chung cho ba miền trong đêm nay và ngày mai 31 tháng 12. Bắc Bộ, tối và đêm nay lạnh sâu, có mưa nhỏ rải rác vài nơi. Sang đến ngày mai 31 tháng 12, duy trì rét, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng. Trung Bộ, tối nay có mưa rào và dông vài nơi. Ngày 31 tháng 12, mưa vừa, cục bộ có mưa to đến rất to, phía Bắc trời rét. Nam Bộ, tối và đêm nay không mưa, sang ngày mai 31 tháng 12, trời ít mây, nắng nóng. Tiếp theo sẽ là dự báo chi tiết cho các khu vực trên cả nước. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ. Trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, sáng và đêm trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 19 độ, có nơi dưới 15 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 22 đến 25 độ, có nơi trên 25 độ. Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng đồng bằng và ven biển, sáng và đêm có mưa nhỏ và sương mù, gió nhẹ, sáng và đêm trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ, vùng núi từ 13 đến 16 độ, vùng núi cao có nơi dưới 13 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 21 đến 24 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ, gió nhẹ, phía Bắc sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ, nhiệt độ cao nhất từ 22 đến 25 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác. Riêng Ninh Thuận, Bình Thuận, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, phía Nam có nơi trên 24 độ. Nhiệt độ cao nhất, phía Bắc từ 23 đến 26 độ, phía Nam từ 29 đến 32 độ. Khu vực Tây Nguyên, có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ. Khu vực Nam Bộ, có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Quần đảo Hoàng Sa, có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 5, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét. Quần đảo Trường Sa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 5, riêng phía Tây có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng biển cao từ 1,5 đến 2,5 mét. Quý vị thân mến, dù nền nhiệt tăng dần nhưng miền Bắc vẫn duy trì rét sâu về đêm và sáng sớm. Người dân khi ra đường nên lưu ý mang theo áo ấm để có thể bảo vệ sức khỏe. Bên cạnh đó, mọi người cũng nên bổ sung đầy đủ dưỡng chất, thường xuyên tập luyện thể dục thể thao để nâng cao sức đề kháng, phòng chống bệnh tật. Riêng đối với tình trạng ô nhiễm không khí tại Hà Nội, người dân nên hạn chế đi ra ngoài đường. Nếu bắt buộc phải đi ra đường thì nên sử dụng khẩu trang loại chống được bụi mịn và khi về nhà thì lưu ý rửa mắt, rửa mũi theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Những thông tin dự báo thời tiết tiếp theo sẽ có trên kênh của chúng tôi vào sáng ngày mai 31 tháng 12. Xin mời quý vị và các bạn chú ý đón xem. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!